Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Tin báo cáo KONU và các chỉ đạo ứng phó. Hồi 13 giờ ngày 5 tháng 10, vị trí tâm bão KONU ở trên vùng biển phía tây nam đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão KONU mạnh cấp 12 đến 13, giật cấp 16. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành văn bản chỉ đạo chủ động ứng phó cơn bão này. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 3 tháng 10 xuất hiện một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là KONU đang hoạt động ở vùng biển phía đông bắc đảo Luzon, Philippines. Hồi 13 giờ ngày 5 tháng 10, vị trí tâm bão KONU ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc, 120,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía tây nam đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão KONU mạnh cấp 12 đến 13, 118 đến 149 km/h, giật cấp 16, di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo diễn biến bão KONU 24 đến 72 giờ tới, cảnh báo diễn biến bão KONU từ 72 đến 120 giờ tới, từ 72 đến 96 giờ tiếp theo. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 đến 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 đến 12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2,0 đến 4,0 m, riêng khu vực phía đông bắc sóng cao 4,0 đến 6,0 m, vùng gần tâm bão sóng cao 6,0 đến 8,0 m. Chủ động ứng phó bão KONU, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành văn bản số 368 VPTT ngày 3 tháng 10 năm 2023 gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông Vận tải về việc chủ động ứng phó với bão KONU ở vùng biển phía đông bắc của Philippines. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão KONU, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão KONU, rà soát, thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 đến 48 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 19,0, phía Đông kinh tuyến 118,0 và được điều chỉnh trong các bản tin dự báo, rà soát lực lượng, phương tiện, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố quan tâm tổ chức thực hiện các hãng hàng không điều chỉnh lịch bay ứng phó bão KONU do ảnh hưởng của bão Nu tại Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc. Các hãng hàng không phải điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay đến và đi từ sân bay Cao Hùng trong hôm nay, mùng 5 tháng 10. Theo đó, Vietnam Airlines hủy các chuyến bay VN587 từ Cao Hùng đến Hà Nội, VN581 từ Cao Hùng đến thành phố Hồ Chí Minh. Đối với chuyến bay tương ứng vào đêm mùng 5 tháng 10 và sáng mùng 6 tháng 10 sẽ sử dụng tàu thân rộng Airbus A350 hoặc B787 để phục vụ khách. Cùng ngày, các chuyến bay VJ885, VJ886 của Vietjet chặng thành phố Hồ Chí Minh, Cao Hùng, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm dừng khai thác. Một số chuyến bay chịu ảnh hưởng dây chuyền, tình huống chuyến bay thay đổi kế hoạch khai thác vì ảnh hưởng của bão là bất khả kháng. Đặc thù của vận tải hàng không nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách. Các hãng hàng không cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật thông báo. Đồng thời, khuyến nghị hành khách có thể chủ động theo dõi thông tin về chuyến bay, lịch trình cụ thể trên website và ứng dụng điện thoại. Đối với các hành khách bị ảnh hưởng được hỗ trợ theo quy định hiện hành. Ngoài ra, để được hỗ trợ thêm, hành khách có thể truy cập website, ứng dụng di động, nhắn tin Zalo, fanpage Face chính thức, liên hệ các phòng vé, đại lý chính thức và tổng đài chăm sóc khách hàng của các hãng. Bão KONU sẽ vào Biển Đông ngày 6 tháng 10, giật cấp 13. Dự báo đến khoảng chiều 6 tháng 10, bão KONU sẽ di chuyển vào Biển Đông và suy yếu dần. Vị trí bão cách Quảng Đông, Trung Quốc khoảng 180 km về phía đông đông nam, cường độ bão mạnh cấp 10 đến 11, giật cấp 13. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 5 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc, 120,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía tây nam đảo Đài Loan,
Trung Quốc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, 118-149 km/h, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo, đến 13 giờ ngày 6 tháng 10, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h di chuyển vào Biển Đông và suy yếu dần. Vị trí bão tại 22-118-0E, cách Quảng Đông, Trung Quốc khoảng 180 km về phía đông đông nam, cường độ bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, vùng nguy hiểm khu vực phía bắc vĩ tuyến 20-0N, phía đông kinh tuyến 116-0E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 7 tháng 10, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, 5-10 km/h và suy yếu thêm, vị trí bão tại 22-3N-116-1E, trên vùng biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 20-0N, phía đông kinh tuyến 114-0E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 8 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 5 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cường độ bão mạnh cấp 7, giật cấp 9, vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 19-0N, phía đông kinh tuyến 113-0E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng phía bắc khu vực Bắc Biển Đông. Trong 72-96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng và suy yếu thành một vùng áp thấp do ảnh hưởng của bão. Vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, biển động dữ dội, khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2-4m, riêng khu vực phía đông bắc sóng cao 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8m. Cùng với đó, các chuyên gia dự báo, hiện nay, một bộ phận áp cao lục địa từ phía bắc đang tăng cường lệch đông. Dự báo, do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường lệch đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên từ chiều tối và đêm ngày 6 tháng 10 đến sáng ngày 7 tháng 10, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 5 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Đắk Lắk. Trong 6 giờ qua, từ 9 giờ đến 15 giờ ngày 5 tháng 10 tại khu vực các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Kon Tum, Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to như tại huyện An Hưng 54,7mm, Bình Định, Khánh Nam 74,2mm, Ninh Tây 453,2mm, Khánh Hòa, Con Plong 46,6mm, Kon Tum, Ia Trang 67,8mm, Đắk Lắk, cảnh báo mưa trong 6 giờ tới, 16 giờ đến 21 giờ. Tại các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm, cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt ở các huyện Vân Canh, Hoài Ân, Phù Cát, Bình Định, huyện Sơn Hòa, Phú Yên, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Hòa, Lông, Tum Mơ Rông, Đắk Lê, Ngọc Hồi, Kon Tum, Eah Leo, Em, Iak, Cờ Rông Bông, Đắk Lắk, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Cấp 1, cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, xã hội, sát cánh cùng người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Do ảnh hưởng của mưa lũ, tại địa bàn các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong của tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng nghiêm trọng, một số tuyến đường bị ngập sâu và sạt lở, gây ách tắc giao thông. Ngay sau khi hết mưa lũ, các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng và người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, tranh thủ ngớt mưa. Đồn biên phòng Na Loi huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn và các lực lượng xử lý hai vị trí cây cối, đất đá sạt lở gây ách tắc giao thông nhiều ngày qua trên tuyến đường từ xã Na Loi đi xã Đọc Mạnh, huyện Kỳ Sơn. Các lực lượng đã cắt nhiều cành cây gãy đổ chắn ngang đường, nạo vét bùn, đất để thông tuyến giao thông. Nhiệm vụ trước mắt của các lực lượng là tập trung khắc phục sự cố sạt lở để người đi bộ và các phương tiện xe máy có thể sớm lưu thông.
Ngoài ra, các điểm sạt lở nhỏ cũng đã được kịp thời giải tỏa để đảm bảo an toàn giao thông. Đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Loi cho biết, do thời tiết mưa nhiều nên công tác khắc phục sạt lở gặp khó khăn. Với quyết tâm đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện, những địa điểm nguy hiểm đơn vị và địa phương đều bố trí người canh trực, mỗi ca 3 người trực nhằm không để bất cứ người dân và phương tiện qua lại. Những địa điểm sạt lở khác, đơn vị và địa phương đã từng bước khắc phục tạm thời để người đi bộ và xe máy có thể qua lại. Còn tại địa bàn đồn biên phòng Mỹ Lý, mưa lớn nhiều ngày qua đã làm đất đá ở ta luy dương sạt xuống chắn ngang tuyến đường từ xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn đến các bản Sốp Dương, Cha Nga và Sằng Trên. Để đảm bảo lưu thông cho người dân và các cháu học sinh đến trường, đồn biên phòng Mỹ Lý đã phối hợp với địa phương và người dân huy động lực lượng phá đá, giải tỏa ách tắc giao thông, trực tiếp tham gia cùng người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng chí Thượng úy Hồ Trọng Thiết, đội trưởng đội vận động quần chúng đồn biên phòng Mỹ Lý cho biết, lực lượng giải tỏa phải dùng búa đập nhỏ các tảng đá lớn, sau đó dùng dây thừng quấn lại và kéo khỏi đường. Với sự nỗ lực của bộ đội biên phòng và người dân địa phương, đoạn đường từ trung tâm xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn đi các bản đã được giải tỏa, đảm bảo lưu thông cho người dân và các cháu ở các bản đến trường đi học. Sau những ngày mưa lũ, tranh thủ thời tiết có nắng, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Tam Hợp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã xuống đồng giúp nhân dân thu hoạch lúa hè thu. Ngay từ sáng sớm, những người lính quân hàm xanh ở đồn biên phòng Tam Hợp đã trực tiếp xuống đồng cùng người dân gặt lúa, vận chuyển đến nơi an toàn giúp bà con nhân dân. Bộ đội ưu tiên giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo người thu hoạch trước, sau đó đến các hộ dân còn lại. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của đồn biên phòng Tam Hợp, các hộ dân trên địa bàn đã kịp thời thu hoạch diện tích vụ mùa đảm bảo an toàn, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Ông Bùi Tống Long, người dân bản Hồi Sơn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương cho biết, gia đình ít người nên đã được bộ đội giúp đỡ nhiệt tình kịp thời thu hoạch lúa để sản xuất vụ tiếp theo, tránh thiệt hại do mưa lũ. Được biết, cùng với việc giúp dân thu hoạch lúa, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Tam Hợp cũng đã kịp thời giúp các nhà trường trên địa bàn vệ sinh trường lớp, đảm bảo điều kiện học tập, vui chơi cho các cháu. Đồng chí Sông Bán Nỏ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Hợp, huyện Tương Dương cho biết, trong mưa lũ, các chiến sĩ biên phòng đã có mặt tại các điểm nóng, nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho nhân dân. Sau khi mưa lũ kết thúc, các anh lại giúp người dân khắc phục hậu quả, thu hoạch nông sản kịp thời, đảm bảo không bị thiệt hại do thiên tai. Trong đợt mưa lũ vừa qua và những ngày sau lũ, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ nỗ lực giúp nhân dân di rời tài sản đến nơi an toàn. Hiện tại, các đồn biên phòng vẫn đang sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng phó khi có tình huống xảy ra, nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.